Đỡ đẻ cho trinh nữ. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một bà đỡ rất nhân hậu. Bà làm công việc này vì muốn giúp đỡ mọi người, chứ không đòi hỏi bất cứ sự thù lao nào. Chúng ta nhanh lên kia ta à, sản phụ không thể đợi thêm nữa. Vâng ạ. Chúc mừng cậu, mẹ tròn con vuông, cậu đã có một bé trai khâu khỉnh. Cảm ơn bà rất nhiều. Đây là tiền công của bà. Tôi không nhận đâu, giữ lại mà lo cho vợ con đi nha. Tôi biết nhà cậu cũng hoàn cảnh lắm. Tôi biết bà muốn giúp vợ con của tôi, tôi không thể không trả ơn. Hay bà nhận món quà này của vợ chồng tôi, chỉ là một bao bắp cải thôi, được không? Bà nhận cho chúng tôi vui. Được rồi, tôi sẽ nhận. Vợ chồng anh có lòng quá. Tại sao bà lại không nhận tiền mà lại nhận cái bao bắp cải nặng trình trịch như này chứ? Nhà mình đâu có thiếu, huống hồ bà đã cực nhọc như thế. Cháu gái, giúp được người khác là một niềm vui, cháu đừng cằn nhằn nữa phải tội. Bà đúng là người có tấm lòng nhân hậu, nhưng cứ như vậy thì chúng ta lấy gì mà sống ạ? Bà không lấy nhiều thì lấy ít cũng được mà. Không phải bà cháu mình vẫn sống được đấy sao? Chăm chỉ lao động thì không bao giờ lo đói đâu cháu gái ạ. Thôi, mình đi nhanh, ghé chợ mua ít đồ rồi về nào. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Đã mấy hôm rồi, tôi chưa có gì bỏ bụng. Ông bà thương tình cho tôi xin ít cơm cháo qua ngày. Bà ơi, chúng ta chỉ còn tiền này để đi mua đồ. Bà cho hết thì phải làm sao? Chúng ta đâu có nhiều tiền như thế ạ? Không phải, cháu đang còn bao bắp cải trên vai sao? Bà cháu ta ăn tạm hôm nay, không chết đói đâu mà sợ. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà sẽ gặp được nhiều may mắn. Một tuần sau. Bà đỡ ơi, bà có nhà không? Cứu vợ con tôi với. Khuya khoắt thế này, ai còn đến làm phiền thế không biết. Cháu cứ ngủ đi, mọi việc để bà lo liệu. Ôi, cậu đến đây có chuyện gì? Trời thì đang mưa lớn như thế. Bà còn nhớ đã cho chúng tôi tiền cách đây một tuần trước không ạ? Vợ tôi đau bụng lắm rồi ạ. Chắc là sắp sinh rồi, nên tôi mới đến tìm bà giờ này. Xin bà đến giúp cho vợ con tôi. Bà ơi, đi với tôi được không? Được chứ, tôi đi với anh. Chỉ đường cho tôi mau lên, chuyến này không nên chậm trễ đâu. Tôi đội ơn bà. Bà đi với tôi. Ôi, sao đường đi lạ quá. Mới cách làng có chừng nửa dặm mà mình chưa từng đi vào con đường nào vắng lặng thế này. Ôi, chuyện gì thế này? Mình có nhìn nhầm không? Người ăn xin có đồ dê sao? Thì ra mình nhìn nhầm. Chắc ánh sáng nhập nhằng trong hầm tối đó làm mình hoa mắt. Bà cứ yên lặng mà đi theo tôi, sắp sửa đến nhà tôi rồi. Tôi biết rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình có đang nằm mơ hay không? Cái hàng dẫn tôi một vương quốc tuyệt đẹp như vậy sao? Những người ở đây trông thật kỳ dị. Thưa bà, tôi có một số điều muốn dặn dò bà. Chuyện này là sao? Có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Vợ tôi sắp sinh rồi, không thể chậm trễ. Tôi muốn dặn bà đừng nên kể chuyện đã thấy ngày hôm nay cho bất kỳ ai. Xong việc rồi tôi đảm bảo sẽ đưa bà về an toàn. Tôi biết rồi. Vợ tôi nằm ở bên trong, bà giúp vợ con tôi với. Nếu hạ sinh được em bé khỏe mạnh thì bà muốn gì tôi cũng cho.
mong bà nhanh chóng vào trong. Anh hãy đi lấy nước nóng đem vào cho tôi nhanh đi. Nào, cô mau hít thở sâu. Hít thở sâu và bình tĩnh. Tôi sẽ giúp mẹ con cô mà. Ôi, đau quá. Đau quá. Giúp tôi với. Cô đừng nói nhiều. Giờ hãy dùng nước hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng lực nha. Nào, 1, 2, 3, dùng sức nào. Đúng rồi, tiếp tục như thế nha. Tôi mang nước nóng đến đây thưa bà. Bà cần gì nữa không, tôi sẽ làm ngay. Anh cứ để đây rồi đi ra ngoài. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Vâng thưa bà. Cô dùng sức mạnh lên, em bé sắp ra rồi. Tôi không còn sức nữa. Tôi Cô không được buông xuôi. Cô phải nghĩ đến con của mình. Nếu cô như vậy thì cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm. Cô làm được mà. Tôi sắp đưa nó ra được rồi. Một chút nữa thôi. Cô làm tốt lắm. Sắp được rồi. Cố lên nào. Nào, cô mau tỉnh lại. Cô không muốn thấy mặt con mình hay sao? Cố gắng lên nào. Chúng ta sẽ đưa đứa bé ra. Hít một hơi thật sâu nào. Sinh rồi, sinh rồi. Là một bé trai. Hai mẹ con đều an toàn. Nhìn đứa trẻ này. Nó Ôi, một đứa bé thật xinh đẹp. Tôi cảm ơn bà rất nhiều. Không có bà thì không biết vợ con tôi ra sao. Em nhìn này, thằng bé trắng trẻo, bụ bẫm chưa? Đúng vậy. Mũi thẳng, râu dài, răng xinh. Tiếng kêu ẻ ẻ nghe thật đáng yêu phải không anh? Vợ chồng họ nhìn không có điểm nào là khác thường. Sao đứa bé lại mình người đầu dê như thế? Nhưng họ không hề tỏ ra chút hốt hoảng mà lại vui vẻ đến thế kia. Mình đang ở thế giới nào vậy? Có phải chỉ là giấc mơ thôi không? Chắc mình mệt quá nên nghĩ nhiều rồi. Đứa trẻ là con của họ. Dù có dị dạng thế kia, họ yêu thương và tự hào về nó. Thế là được rồi. Như lời đã nói, tôi sẽ ban thưởng cho bà bất cứ thứ gì bà thích. Tôi sẵn sàng cho bà nửa vương quốc này. Bà xứng đáng có được nó. Món quà này lớn quá, tôi không dám nhận. Bà đỡ tôi xưa giờ không nhận tiền của ai bao giờ. Chỉ cần thấy mẹ trọn con vuông là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đây là phong tục ở vương quốc chúng tôi. Nếu bà không lấy thì tôi sẽ nghĩ bà coi thường chúng tôi đấy. Chuyện này không thể đùa được rồi. Mình phải làm sao đây? Nếu để họ tức giận thì cái mạng này cũng khó mà giữ được. Tôi Bà hãy suy nghĩ đi. Bà muốn cái gì tôi đều có thể cho bà được. Vậy thì anh cho tôi xin chùm tối đằng kia. Tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Với tôi cũng đủ rồi. Được rồi, bà muốn sao cũng được. Tôi sẽ cho người đưa bà về tận nhà. Bà cứ yên tâm. Một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều. Chúng tôi chỉ có thể đưa bà đỡ đến đây thôi. Qua được cánh đồng này là về đến làng rồi. Bà hãy nhớ, tuyệt đối không được kể bất kỳ điều gì về vương quốc chúng tôi cho người khác biết. Nếu không, bà sẽ phải chết. Vâng, vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn hai vị. Trải qua một đêm đầy sầu lã, mình mệt mỏi quá.
phải ngủ một giấc cho lấy sức mới được. Ôi, bà ơi, vàng ở đâu mà nhiều thế này? Ui, chúng tôi biến thành vàng. Vậy là vợ chồng ăn xin kia đúng là thần tiên rồi. Họ hóa chúng tôi thành vàng để trả ơn mình đấy mà. Bà sẽ dùng số vàng này chia cho bà con nghèo trong làng để mọi người được hưởng lộc của trời. Cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Sau này, bà vẫn tiếp tục công việc thiêng liêng. Niềm hạnh phúc của bà là khi chào đón một thiên thần nhỏ ra đời. Chính vì lẽ đó, mọi người đều yêu quý và kính trọng. Mọi người luôn truyền nhau về tấm lòng nhân hậu của bà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!